xin chào cả nhà. Hôm nay như mọi buổi sáng mình ra tưới cây ha. Rồi sẵn mình chia sẻ những cái chậu dưa lê hoàng kim mà hôm bữa mình có chia sẻ video trước là mình ươm trồng từ hạt ha cả nhà. Từ hạt mà mình mua trái ở siêu thị về mình ăn á, xong mình lấy hạt mình ươm trồng. Rất là đơn giản luôn. Đó. Thì không có tốn nhiều chi phí mà mình sẽ có được nguyên một vườn dưa lê như vậy ha. Thì rất là nhiều hạt. Thì mình chỉ lựa trong đó một nhúm hạt thôi cả nhà. Chỉ một nhúm nhỏ thôi đó. Mà mình ươm ra đây hả là cả hơn 200 chậu những cái ly nhỏ như vậy ha. Những cái ly nhỏ như vậy mình đã đục lỗ ở dưới. Và mình bỏ đất sạch vào mình ươm. Thì những cây dưa lê này sau 10 ngày nha cả nhà. Từ cái ngày mình ươm á, cả nhà có ai theo dõi thì cũng biết ha. Thì từ ngày mình ươm cho tới bây giờ là đúng 10 ngày luôn đó. Thì cây phát triển được như vậy. Và hôm nay mình ra tưới cây và mình sẽ bón phân cho cây và chia sẻ video cho mọi người cùng coi cho vui ha. Đây cũng là lần đầu tiên mình trồng dưa lê tại nhà. Mình cũng trồng và trải nghiệm và muốn mọi người cùng trải nghiệm với mình. Xem cái loại này trồng nó có lên trái tốt không ha. Thì đây là cái loại phân mình sẽ lựa chọn để mình bón cho những cái cây non như vậy ha. Đây là người ta gọi là phân cúc ở cả nhà. Người ta đã xử lý sạch sẽ, sau đó người ta đã nén thành những cái viên. Thì những cái phân mà người ta đã xử lý mầm bệnh á, sạch rồi ha. Người ta nén thành viên như vậy thì mình bón cho cây con cũng rất là an toàn. Đó là điều nhất. Điều thứ hai á, là đây là phân nó tan chậm. Mỗi lần mình tưới nước vào thì nó sẽ tan một ít ra cho cây mình. Đó, mình thấy rất là tiện ha. Thì với cái lượng mình bón cho cây như vậy á, thì với những cái viên nó chừng 1cm thì mình sẽ bón khoảng 2 viên ha. Còn cái viên nào mà nó dài khoảng 2cm thì mình chỉ cắm một cây vô chậu là được rồi. Tại vì cái phân này nó ra cái viên nó đủ cỡ hết cả nhà. Một phân có, hai phân có, ba phân, nửa phân. Đó. Thì mình sẽ lường. Mình lường một chậu như vậy khoảng một viên phân 2cm. Là mình ước lượng là nó sẽ vừa đủ ha. Tại vì những cái cây con như vậy non nớt lắm. Cả nhà mà bón mà dư một cái là nó sẽ chết liền. Nên chỉ cần bón đủ hoặc ít chút xíu thì nó vẫn sống ha. Đó, thì những cái cây này bây giờ nó rất là cao. Mình phải dùng hai cây tăm á cả nhà. Hai cái tăm này là cái cây mà thứ mình xiên thịt nướng á. Ha, mình xiên thịt nướng thì mình mua về đó. Rồi mình cắm vô, mình đỡ cho nó đừng có ngã. Nếu không có những cái cây này á, thì khi mình tưới nước á, thì nó sẽ bị ngã và nó làm gãy cây của mình ha. Rồi bây giờ mình đã rải điều phân. Điều phân vô mấy cái chậu rồi ha. Và mình sẽ tưới nước ha cả nhà. Thì khi mình vừa bón phân cho cây như vậy á, thì mình phải tưới đẫm ha. Tưới thiệt là nhiều nước luôn. Với cái loại dưa lê hoàng kim này thì mỗi ngày mình chỉ tưới nước một lần vào buổi sáng ha cả nhà. Cái loại dưa này mà mình tưới nhiều nước khi mà cây còn non thì cây rất là dễ bị úng rễ ha. Theo mình thấy mình tưới một buổi sáng một lần là được rồi ha. Tưới đẫm nước á. Mỗi ngày một lần vào buổi sáng. Mình thấy cây phát triển rất là khỏe mạnh và rất là dễ ươm trồng luôn. Cả nhà ai mà có thích thì hãy cùng mình trải nghiệm ha. Mình sẽ ươm và mình chăm sóc, mình trồng và mình sẽ thu hoạch, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng coi cho vui. Thì khi mình ươm cây nhiều như vậy, nhưng khi mình lựa chọn á, khi mình trồng á, thì mình sẽ lựa những cái cây thật khỏe mạnh ha cả nhà. Những cây mà yếu hay sâu bệnh thì mình sẽ loại bỏ ha.
Rồi mình tưới đẫm nước luôn. Rồi hôm nay mình chia sẻ như vậy ha, chúc cho ai ai cũng dễ dàng ươm trồng được những cây dưa lê, dưa lưới tại nhà một cách rất là đơn giản, để có trái đẹp để ngắm và trái ngọt cho gia đình mình thưởng thức nữa ha. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà lại những video sau nữa nhé.